Thương mến, kính chào quý ông bà, anh chị và các bạn. Tôi cảm ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Trang Facebook của người anh em trong Chúa này được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc là phần comment trên Facebook. Hôm nay thì chúng ta sẽ suy ngẫm lẽ thật về lễ hội rằm tháng 7, mầu nhiệm liều tạm và Chúa đến thế gian phần 1. Cái ngày sinh nhật của Chúa Giêsu là vào ngày 10 tháng 7 lịch Do Thái. Chúng ta biết tháng 7 dù còn là giữa dương lịch với âm lịch và lịch Do Thái là thời điểm tốt để ai yêu Chúa có cơ hội thấy sự mầu nhiệm trong luật pháp của Ngài. Và khi tìm hiểu vì sao tháng đại lễ quan trọng nhất cả năm lại bị giáo hội tuyệt đối phớt lờ để mặc cho ma quỷ toàn quyền chiếm dụng và lừa dối người đời rằng đấy là tháng của nó. Khi mà dám chấp nhận từ bỏ niềm tin lệch hướng, gạt bỏ định kiến tôn giáo khỏi tâm trí để Thánh Linh tự do soi sáng, thì người tin Kinh Thánh tất sẽ đến lúc nhận ra lẽ thật về ngày đấng cứu chuộc đến trong thế gian. Đó chính là sự ứng nghiệm chắc chắn cho ngày đặc biệt nhất trong luật pháp, đại lễ chuộc tội. Ngày duy nhất trong năm mà Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được vào nơi chí thánh để làm trung bảo cho trời và người gặp nhau. Chúng ta đã thấy rõ sự ứng nghiệm từng tiểu tiết trong luật pháp của ước quy định cho kỳ lễ tháng 7, tức là tháng Ethanim. Tháng có vị trí mang ý nghĩa yên nghỉ Sa-bát để Chúa và người cùng thông công, khép lại các ngày nhọc nhằn trong giao ước cũ, chuẩn bị bước sang một chu kỳ mới với thời gian yêu thương phước hạnh trong giao ước mới. Xin nói rõ ngay từ đầu là nghiên cứu này không hề nhằm ý hô hào việc thực hành nghi thức luật pháp của ước vốn đã hoàn thành trọn vẹn trong Chúa Giêsu, mà là tiếng kêu trong thời kỳ cuối cùng để ai kính sợ Đức Chúa Trời và thuộc về lẽ thật sẽ có dịp nhận định lại quy mô của mầu nhiệm Babylon lớn và kịp thời ra khỏi nó. Ước mong người đọc bài viết hoặc là xem cái video này suy gẫm kỹ đến cuối trước khi vội kết luận hoặc là comment ngoại lệ. Bây giờ chúng ta hãy cùng suy gẫm thời điểm của ba kỳ lễ trọng theo luật pháp. Luật pháp Môi-se luôn nhắc đi nhắc lại về ba kỳ lễ trọng thể hàng năm. Kỳ lễ vừa qua, Passover, từ 14 đến 21 tháng Abib, tức là tháng 1 của lịch Do Thái, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch, bao gồm ba lễ. Lễ vừa qua, giết chiên con chiều tối ngày 14 tháng 1. Tuần lễ bánh không men từ 15 đến 21 tháng 1. Lễ dâng giá lúa đầu mùa ngày 16 tháng 1, dâng dơ lên xong mới được ăn hạt mới. Kỳ lễ ngũ tuần, Shavuot Pentecost Weeks, tức là 50 ngày sau khi dâng giá lúa đầu mùa vào ngày 6 tháng Sivan, tức là tháng 3 của lịch Do Thái, khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 dương lịch. Duy nhất một ngày lễ 6 tháng 3 là dâng dơ lên hai ổ bánh có men bằng bột mới. Thú vị không quý vị? Thứ ba là kỳ lễ liều tạm, hay còn gọi là Sukkot, trong tiếng Anh gọi là Tabernacle, hay là Tent, Booths, từ ngày 1 đến 22 tháng Ethanim, Tishri, gần suốt tháng 7 của lịch Do Thái, tức là khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch, bao gồm 3 lễ. Lễ thổi kèn ngày 1 tháng 7, đại lễ chuộc tội ngày 10 tháng 7, lễ liều tạm suốt 8 ngày từ rằm 15 tháng 7 đến 22 tháng 7 là tuần vui mừng nhất cả năm. Ba kỳ lễ hội này thường được nhắc nhở chung tiếng Do Thái gọi là Shalosh Regalim, Three Purim Festival, tức là ba kỳ lễ hội hành hương, là cơ hội bày tỏ lòng vâng phục và yêu mến Chúa khi toàn dân nghỉ hết công việc để nhóm lại cảm tạ thờ phượng Cha trên trời. Luật pháp Chúa gọi đây là những Sa-bát trọng thể, sự nhóm hợp thánh. Chính Chúa Giêsu và các môn đồ vẫn tuân giữ, kể cả Phao-lô và hội thánh thời kỳ đầu như đề cập trong rất nhiều câu suốt phần Tân Ước. Ví dụ như chúng ta tham khảo trong Matthew đoạn 26 câu 17, Mark 14 câu 12, Luca đoạn 22 từ câu 7 đến câu 13, hay là đoạn 23 câu 56, Giăng đoạn 2 câu 13, đoạn 6 câu 4, đoạn 7 câu 2, câu 14 câu 37, đoạn 19 câu 14, hay là Công vụ đoạn 20 câu 8, đoạn 27 câu 9 câu 21, hay là Hebrews đoạn 10 câu 25. Đặc biệt nhất đó là lễ liều tạm có tầm quan trọng xuyên suốt đến cả trong thị tương lai. Chúng ta tham khảo Sotari đoạn 14 câu 16 đến câu 19. Tiếp theo là lệnh truyền của Chúa trong luật pháp về các kỳ lễ này. Chúng ta hãy tham khảo. Thứ nhất là suốt Ai Cập Ký đoạn 23 từ câu 14 đến câu 17. Chúa truyền lần đầu ngay sau khi ban 10 điều răn,
được đề cập dưới các tên là lễ bánh không men, lễ mùa màng, lễ mùa gặt trong bản dịch tiếng Việt năm 1926. Tiếp theo là Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 18 đến câu 24 thì Chúa truyền lần thứ hai dưới các tên lễ bánh không men, lễ các tuần lễ, lễ mùa màng. Dịch không đúng lắm, lẽ ra là lễ thu hoạch. Ở trong cái bản dịch tiếng Anh thì dịch chuẩn hơn, gọi là in gathering. Tiếp theo là Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu 1 đến câu 44. Chúa truyền quy định rõ ràng ngày tháng cụ thể cho từng kỳ lễ và ngày lễ trong kỳ, đặc biệt nhấn mạnh về kỳ đại lễ suốt tháng 7 với nhiều câu nhắc nhở lặp đi lặp lại cùng một ý. Tiếp theo là Lê Vi Ký đoạn 25 câu 8 đến câu 13. Chúa truyền quy định đặc biệt về năm Hân Hỷ, tức là Year of Jubilee, với vai trò độc tôn của ngày 17. Tức là vai trò độc tôn của ngày 10 tháng 7 năm thứ 50, chu kỳ tuần hoàn sau mỗi 7 nhân 7 bằng 49 năm. Tiếp theo là Dân Số Ký suốt hai đoạn 28 và 29, Chúa truyền quy định chi tiết của lễ vô cùng tỉ mỉ cho từng ngày trong suốt ba kỳ lễ này. Đặc biệt là lưu ý suốt đoạn 29 rất là thú vị số con bò phải dâng trong 7 ngày của kỳ đại lễ tháng 7. 13 cộng 12 cộng 11 cộng 10 cộng 9 cộng 8 cộng 7 bằng 70, tức là bằng 7 nhân 10. Thể hiện sự trọn vẹn từ trời giao hòa với sự trọn vẹn từ người theo chiều hạ giáng, tức là số lượng giảm dần. Vô cùng thú vị nha, quý vị. Tiếp theo nữa là Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 từ câu 1 đến câu 17. Môi-se nhắc lại lệnh Chúa truyền, nhấn mạnh ý nghĩa và thái độ đối với các lễ này, đặc biệt là sự vui mừng trọn vẹn cho mọi thành phần tham dự trong kỳ lễ tháng 7. Tiếp theo nữa là Sử Ký Nhì đoạn 8 câu 13 hay là Các Vua Nhất đoạn 9 câu 25. Vua Salomon tuân lệnh vua cha David giữ đúng 3 kỳ lễ hàng năm theo luật pháp, đặc biệt đỉnh cao vinh quang nhất triều đại đúng kỳ đại lễ tháng 7. Chúng ta cùng xem xét tiếp nhé. Tiếp theo nữa là sự kiện lịch sử đặc biệt diễn ra đúng kỳ đại lễ tháng 7. Thứ nhất là khánh thành đền thờ mới, rước lời vào đền trong vinh quang tột đỉnh. Chúng ta hãy suy gẫm Sử Ký Nhì đoạn 5 câu 2 câu 3 như thế này. Salomon bèn nhóm tại Jerusalem các trưởng lão Israel, các trưởng của các chi phái và các trưởng tộc dân Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ thành David là Sion. Mọi người Israel đều nhóm lại đến cùng vua nhằm kỳ lễ tháng 7. Hay là trong Các Vua Nhất đoạn 8 từ câu 2 đến câu 11, câu 65 đến câu 66. Trong lúc lễ, nhằm tháng Ethanin là tháng 7, hết thảy người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Vua Salomon có nghĩa là vua bình an. Khi các trưởng lão Israel đã đến thì những thầy tế lễ lấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp với người và đứng trước hòm giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi nó, trong nơi chí thánh dưới cánh Cherubin. Trong hòm chỉ có hai bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Horeb khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Israel lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Sảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thành, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì có mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn ở từ miền Hamat cho đến khe Ê-díp-tô, hiệp lại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, mà giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về, dân chúc phước cho vua đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài. Thứ hai là chúng ta cùng suy gẫm việc lập lại bàn thờ trên nền cũ, nhận lời vào lòng trong vui mừng lớn lao. Ê-sơ-ra đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 chép như thế này. Đến tháng 7 khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ Giê-xua, chúng ta biết tên Giê-xua viết trong Cựu Ước thì trong Tân Ước viết y chang là Giê-xua, cái cách viết y chang như vậy. Con trai của Giô-sa-đát và các anh em người là thầy tế lễ luôn với Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-an-thi-ên
và các anh em người đều trỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dân của lễ thiêu tại đó theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó và dân tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm y như đã chép và dân những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy chúng dân những của lễ thiêu hằng hiến luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va từ ngày mồng 1 tháng 7. Chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Và trong Nê-hê-mi đoạn 8 từ câu 1 đến câu 18 chép: Bấy giờ dân sự đều nhóm hiệp như thể một người tại phố ở trước cửa nước. Chúng nói với Ezra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Israel ngày mồng 1 tháng 7. Thầy tế lễ Ezra đem luật pháp đến trước mặt hội chúng, người nam và nữ cùng những người có thông sáng nghe hiểu được. Người đứng tại phố ở trước cửa nước đọc trong quyển ấy từ rạng đông cho đến trưa, có mặt các người nam và nữ cùng những kẻ có thể hiểu được, cả dân sự lắng tai nghe đọc sách luật pháp. Ezra dở sách ra trước mặt cả dân sự vì người đứng cao hơn chúng. Khi người dở sách ra thì dân sự đều đứng dậy. Ezra ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời cao cả. Cả dân sự bèn giơ tay lên mà đáp lại rằng: Amen, Amen. Rồi chúng cúi đầu sắp mặt xuống đất mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Yeshua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabethai, Hodiza, Maaseza, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Belaza và người Lê-vi đều giải cho dân sự hiểu luật pháp và dân sự đứng tại chỗ mình. Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời rồi giải nghĩa nó ra làm cho người ta hiểu lời họ đọc. Nê-hê-mi quan tổng trấn, Ê-sa-ra thầy tế lễ và thầy thông giáo cùng người Lê-vi mà dạy dỗ dân sự bèn nói với cả Israel rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, chớ để tan cũng đừng khóc lóc, vì cả dân sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật pháp. Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết, vì ngày nay là thánh bị riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Vậy người Lê-vi làm cho cả dân sự đều được yên ổn mà rằng: Khá nín đi, vì ngày nay là thánh, đừng sầu thảm chi. Cả dân sự bèn đi đặng ăn và uống, gửi cho những phần, cùng vui vẻ lắm vì chúng có hiểu các lời người ta đã truyền dạy cho mình. Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều nhóm lại bên Ê-sa-ra là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Israel phải ở trong nhà lều đang lúc lễ tháng 7 và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Jerusalem nghe rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh olive và olive rừng, những nhánh cây sim, những tàu lá kè và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều y như đã chép. Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa nước và nơi phố của cửa Ephraim. Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, chúng ta lưu ý cái chữ Giô-suê trong Tân Ước viết Giê-xu là cái cách viết y chang như nhau trong cái loại ngôn ngữ từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp hay là tiếng Anh. Con trai của Nun cho đến ngày ấy, dân Israel chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng mỗi ngày từ ngày đầu cho đến ngày chót. Người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, chúng ăn lễ 7 ngày, còn qua ngày thứ 8 có một lễ trọng thể tùy theo luật lệ. Chúng ta suy gẫm tiếp kỳ đại lễ tháng 7 và các chi tiết xoay quanh sự kiện Giáng sinh. Vô cùng thú vị, thưa anh chị em. Mọi hoạt động trong kỳ lễ tháng 7 đều có ý nghĩa và được Chúa truyền dặn vô cùng tỉ mỉ và Cựu Ước nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến mức là đáng phải để ý mà ngạc nhiên. Lễ thổi kèn Rosh Hashanah ngày 1 để ai nấy chuẩn bị về nguyên quán. Đại lễ chuộc tội Yom Kippur ngày 10 để loan báo ơn toàn xá, chào đón sự vui mừng lớn được cứu khỏi tội.
đặc biệt trong năm Hân Hỷ, năm mọi người trở về quê hương trong vòng bà con mình để chuộc lại sản nghiệp. Lễ liều tạm Sukkot suốt 1 đến 2 tuần từ ngày rằm, từ ngày 15 đến 22, để mọi thành phần cùng ra đường chung vui, hạnh ngộ giữa những ngày rời nhà sống tạm trong lều trên hành trình tìm nhận điều Chúa hứa bàn. Thứ nhất là tiếng kèn hiệu triệu xuất hiện đúng kỳ, tức là trước ngày 10 tháng 7. Lê Vi Ký đoạn 23, câu 24, đoạn 25, câu 9, câu 10 chép như thế này: Hãy truyền cho dân Israel rằng ngày mồng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi, ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5 chép như thế này: Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinu làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Chúng ta biết là cho dù người Do Thái có quên, như họ đã luôn quên luật pháp Chúa không giữ năm Sa-bát bao giờ, nói gì đến năm Hân Hỷ, thì Chúa Cha vẫn có cách để con Ngài và toàn thể dân Ngài phải làm ứng nghiệm mọi điều đã chép, làm trọn quy định đã ghi trong luật pháp khi đúng kỳ hạn Ngài định cho hân hỷ của cả nhân loại phải diễn ra. Chúng ta hãy hình dung tiếng kèn đã thực sự thổi vang động mọi ngóc ngách của cả đế quốc La Mã mạnh mẽ như thế nào, để loan truyền chiếu chỉ bắt buộc ai nấy đều phải trở về quê hương mình, bất kể xa gần, bất kể phụ nữ đang có thai. Joseph là con cháu đã cách xa David đến tận 28 đời mà vẫn phải lặn lội về nguyên quán Bethlehem. Vì sao? Vì nơi đó không chỉ là quê hương vị vua đẹp lòng Chúa, mà chính là địa bàn đã diễn ra câu chuyện đẹp nhất về hình bóng đấng cứu chuộc trong thời cựu ước. Boaz chẳng những phục hồi tài sản, nguồn sống cho những người bà con chết mất, mà còn trở thành chồng yêu quý của nàng Ruth hiếu thảo, vâng phục xuất thân từ dân ngoại. Ruth đoạn 3, đoạn 4. Chúa đã kỹ càng đến mức cho ghi rõ ràng trong sách Ruth từng chi tiết của ngày cứu thục cả nghìn năm trước đã diễn ra tại đó, với thời điểm ngay sau mùa gặt và địa điểm là sân đập lúa. Luther 3 đề cập đến 7 lần một ý này, tức là sau khi Bô đã thâu quê lợi của sân đập lúa để ứng nghiệm trọn vẹn thời điểm bước vào năm Hân Hỷ. Khi ngươi đã thâu quê lợi của sân đập lúa, Phục Truyền đoạn 16 câu 13, và địa điểm cánh đồng ngoài thành Bethlehem khi người ta có thể nằm canh suốt đêm ngoài đồng, chúng ta hãy xem Luca đoạn 2 câu 8. Luật pháp của Chúa thật diệu kỳ, trí tuệ của Ngài thật cao cường và kế hoạch của Ngài thật là phi thường. Tiếp theo là đấng tung bão xuất hiện đúng ngày đại lễ chuộc tội ngày 10 tháng 7. Xuất Ai Cập ký đoạn 25 từ câu 17 đến câu 22 chép như thế này: Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi, lại làm 2 tượng cherubin bằng vàng giác mỏng, để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài, một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia. 2 cherubin sẽ xè cánh ra che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó và ở trên nắp thi ân giữa 2 tượng cherubin. Trên hòm bản chứng ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Nắp thi ân bằng vàng ròng đậy trên hòm giao ước bằng gỗ bọc vàng chứa 2 bản chứng, tức 10 điều răn, là lời Đức Chúa Trời viết ra trên đá. Xuất 31 câu 18, Xuất 34 câu 28. Trên nắp thi ân có 2 tượng cherubin bằng vàng ròng. Lời của Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện tại đó, vinh quang Ngài sẽ hiển hiện trong mây, hiện ra trên nắp thi ân. Chúng ta xem Lê Vi Ký đoạn 16 câu 1: Bên trên có cánh thiên thần tụng ca danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bên dưới là nắp thi ân nơi ân trạch được thực thi cho loài người. Aaron sẽ không chết nhưng được bình an khi thấy vinh hiển Chúa hiện ra. Cái hình ảnh này có gợi nhớ điều gì diễn ra giữa cảnh trời đêm lịch sử Chúa người gặp nhau hay là không?
Chúng ta hãy nghe: bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Luca đoạn 2 câu 14. Nơi chí thánh tối mịt, không còn ánh sáng mặt trời như ở hành lang, hay sánh ánh đèn như ở nơi thánh, biểu tượng cho Thi Thiên 18 đoạn 9 đến câu 11, Các Vua Nhất đoạn 8 câu 12, Sử Ký Nhì đoạn 6 câu 1. Thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm chỉ được vào gặp Chúa trong nơi chí thánh đúng thời điểm một lần duy nhất là đại lễ chuộc tội ngày 10 tháng 7. Aaron phải xông hương để khói bao phủ nắp thi ân và rảy huyết trên nắp và về phía đông, tức là về phía bức màn, tổng cộng 14 lần. Aaron người dính đầy máu khi vạch màn đi ra phải được tắm rửa sạch sẽ rồi bọc mình bằng bộ đồ vải gai mịn. Quy trình này bắt buộc phải được tôn trọng đến từng tiểu tiết, diễn ra đúng tiến trình, không chấp nhận sai sót, chép rất tỉ mỉ trong Lê Vi Ký đoạn 16. Mọi chi tiết đầy hình ảnh và màu sắc biểu tượng đó là có giúp chúng ta thấy được thực tế chuẩn xác sự ứng nghiệm lạ lùng ở thời điểm đấng cứu chuộc từ trong lòng trinh nữ bước ra thế giới. Chúng ta hãy nghe: người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Luca đoạn 2 từ câu 7 đến câu 12. Đấng Christ chính là lời của Đức Chúa Trời, Giăng 1:1 hay là Khải Huyền 19:13, được sức dầu để làm thầy tế lễ thượng phẩm, đấng trung bảo cho đến đời đời ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Timôthê nhất đoạn 2 câu 5. Mọi sự đều đã được lập trình chuẩn xác đến từng tiểu tiết, từng ngày tháng, thậm chí cả giờ chịu nạn, chịu chết, sống lại đều khớp hoàn toàn với kỳ lễ vừa qua. Ngày 14, 15, 16 tháng 1 thì ngày giờ và mọi hình thức vào đời ứng nghiệm hoàn toàn với ngày đại lễ chuộc tội, tức là ngày 10 tháng 7, là điều vô cùng rõ ràng, chắc chắn với mọi tình tiết đều trùng khớp, hợp lý, sống động. Tiếp theo là mọi tướng nhân vật đều xuất hiện đúng nơi trước và sau ngày 10 tháng 7. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 16 từ câu 13 đến câu 15 chép như thế này: khi người đã thâu quê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ liều tạm trong 7 ngày. Người, con trai và con gái người, tôi trai và tớ gái người Lê Vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong 7 ngày ngươi phải giữ lễ này cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Jehovah sẽ chọn. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Khi đọc câu chuyện Giáng sinh chép trong hai chương đầu của sách Luca và Matthew, bao nhiêu người nhận ra 100% các tuyến nhân vật luật pháp Chúa đề cập phía trên đều đã xuất hiện đầy đủ và đều đã vui mừng trọn vẹn khi gặp Giê-xu? Con trai nào đặc biệt được phước, được vui nhảy đến mức như là Gian Báp-tít? Chúng ta hãy xem trong Luca đoạn 1 câu 41, 44, câu 76 đến 80, Matthew đoạn 11 câu 11. Tôi trai nào điển hình trung thành, im lặng phục vụ chủ đến mức như là Joseph? Chúng ta hãy xem trong Matthew đoạn 1 câu 24, 25, đoạn 2 câu 13, 14, câu 19 đến 21. Và tớ gái nào sẵn sàng vâng ý chủ, dễ dàng, vui vẻ, khiêm nhu đến mức như là Mary? Chúng ta hãy xem Luca đoạn 1 câu 38, câu 48. Người Lê Vi nào có cả lý lịch lẫn đạo đức tốt đến mức như là Sachari và Elizabeth? Luca đoạn 1 câu 5, câu 6, chúng ta cùng suy gẫm. Và khách lạ nào thật xa xôi, thật lạ lùng, nói bí ẩn, gây bối rối đến mức như là các bác sĩ? Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 2 câu 1 đến câu 23. Và kẻ mồ côi nào cô quạnh đến mức đã màn trời chiếu đất mà còn không được ngủ? Chúng ta hãy xem Luca đoạn 2 câu 8. Và người quá bụa nào cả tâm lẫn tầm thật như đại diện mọi bà quá trong cả Israel? Chúng ta hãy xem Luca đoạn 2 câu 36 câu 37. Còn sót con gái phải không? Liệu còn gì đúng nghĩa hơn để dành nhân vật đó cho Eva thứ hai, sinh ra sau Adam thứ hai? Cô dâu đang chờ ngày vui vĩ đại nhất khi chú rể giáng lâm.
thật là chuẩn xác đến kỳ diệu. Nhưng cũng lạ lùng thay vì chẳng thấy ai lưu tâm giảng dạy về điều này bao giờ. Santa, chúng ta hãy nói lái tên nhân vật người ta yêu thích nhất trong ngày Giáng sinh theo giáo hội đó. Cái ngày Giáng sinh đặt trong ngoặc kép theo giáo hội. Santa đã ma mảnh, đã xoay lòng tín đồ, tìm cảm xúc và ý nghĩa của Giáng sinh phải gắn chặt với mùa đông mù mịt, tuyết trắng mênh mông, cây thông màu mè, tiếng chuông mơ màng, bài ca mơn man, hoa quà mê mẩn, chúc tụng mãi miết, tiệc tùng mỏi mệt. Bao nhiêu thứ tục lệ ngoại giáo, ma mị hấp dẫn làm lòng người trở nên mê muội, không còn khả năng nhận ra sự ý nghiệm lạ lùng đến từng tiểu tiết, không nhìn thấy sự tập hợp chuẩn xác đủ mọi tuyến nhân vật quay quần quanh đấng Giáng sinh, chính là để ứng nghiệm ý cha đã lập trình từ xa xưa, khi ban luật pháp về kỳ đại lễ tháng 7 và nói trước rằng tất cả họ sẽ đều vui mừng trọn vẹn, như niềm vui lớn khi cả Israel hiệp một trong tháng 7 mừng rước hòm giao ước chứa hai bản đá vào đền thờ mới, như dân sót trở về hiệp một trong tháng 7 giữ lễ gặp được lời của Chúa, một kỳ lễ vui mừng. Ai dám đóng mắt mình lại với kỷ niệm tôn giáo, truyền thống thế gian mà mở ra với lời tinh tuyền, ắt sẽ phải thấy ngay sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Thi Thiên 119 câu 18. Bao nhiêu thế hệ lãnh đạo giáo hội đều biết rõ ngày 25 tháng 12 là sinh nhật thằng mặt trời và những phong tục ngoại giáo đều sai ý Chúa, mà vẫn dồn sức dạy tín đồ mừng lễ Giáng sinh, vô tình thỏa hiệp làm chứng dối theo mưu kế của ma quỷ. Chúng ta hãy tự xét lại xem lâu nay mình đang theo phe ai, luật pháp Chúa làm mình vui vẻ hay bực bội. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 2. Nhiều người sẽ nói như vậy là không có bông trái thánh linh, thiếu yêu thương. Nhưng mà chúng ta đang yêu thương theo chuẩn thế gian dĩ hòa vi quý hay là chuẩn kinh thánh? Chuẩn kinh thánh cho biết chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 6 câu 11. Vì hầu như cả thế giới cơ đốc đều thỏa hiệp với thế gian, bắt đầu từ việc dung nạp La Mã giáo thế kỷ thứ tư, cùng yêu thương trong ngoặc kép, cùng yêu thương nhau vui nhất trong ngày dối trá nhất, không còn là hội người công bình, từ chối suy gẫm luật pháp Chúa, nên lẽ thật hầu như bị che khuất hoàn toàn cho những ai yêu giáo hội hơn lời Chúa. Hàng nghìn câu kinh thánh nghe như vô nghĩa, hàng vạn thần học gia nhìn như là mắt mù. Ngài phán, đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói, lạy Chúa cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng, cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả, cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại một phần mười dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông, cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Ê-sai đoạn 6 từ câu 9 đến câu 13. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các bằng chứng xác minh cho mùa Giáng sinh tháng 7 như thế nào nhé. Ngoài giá trị tuyệt đối trong từng câu chữ từ luật pháp Đức Chúa Trời do chính Ngài ban hành mà chúng ta đã thấy sự ứng nghiệm không thể chối cãi, vẫn còn những bằng cớ sau đây xác chứng cho thời điểm Giáng sinh đúng của con Đức Chúa Trời. Thứ nhất, bằng chứng sinh hoạt cộng đồng, mùa chăn gia súc. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Luca đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8. Chúng ta biết là tất cả mọi nhà khoa học và những ai đã trải nghiệm hành trình thực tế thăm Bethlehem đều biết rõ thời điểm cho việc trăng bày như vậy không bao giờ có thể là mùa đông, mà lý tưởng nhất là khoảng cuối mùa hạ đến đầu mùa thu, khi chiên có thể đi ăn ngoài cánh đồng xa, ngày không quá nóng mà trời vẫn còn khô ráo để có thể ở lại ngoài trời ngay trên đồng cỏ, không cần phải đi tìm chỗ trú lánh lạnh qua đêm.
Và thứ hai là về bằng chứng chính trị xã hội, thời điểm tổng kiểm tra dân số. Lúc ấy Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Chúng ta biết là cuộc tổng điều tra như vậy dứt khoát không thể được thực hiện vào mùa đông khi nhiệt độ thường giảm xuống dưới đóng băng và đường xá trong tình trạng bùng lầy trơn trượt. Những cuộc hành trình dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số qua núi non, đồng hoang, v.v. giữa mùa mưa lạnh, ngày ngắn, đêm dài sẽ bất khả thi, đặc biệt với hầu hết dân đều đi bộ, có cả phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở. Đó là chưa nói mùa vụ lương thực của đa số đất đai đế quốc La Mã phải gieo trồng vào mùa đông khi có mưa. Nếu phải bỏ việc đồng áng đi xa dài ngày như vậy thì sẽ dẫn đến nạn đói và khó tránh khỏi việc dân tình nổi loạn vì không thể chấp hành mệnh lệnh phi lý. Và La Mã chẳng ngu dại mà ban chiếu chỉ tổng kiểm tra dân số, bắt toàn dân nháo nhào đi xa như vậy giữa mùa đông rét mướt. Thực hiện điều này trong điều kiện như vậy sẽ là tự chuốc lấy thất bại và nguy hiểm cho chế độ. Cho nên mùa lý tưởng nhất để ai nấy có thể yên tâm đi xa là sau khi gặt hái xong, đã tích trữ đủ lúa để làm bánh và hoa quả mang đi đường. Mùa mưa mới chưa đến, đêm không giá lạnh để ngủ được ngoài trời, ngày không nắng nóng để đi đường thoải mái. Chỉ có thể trong khoảng từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10 dương lịch, tức là trùng khớp với thời điểm tháng 7 lịch Do Thái, là tháng Chúa truyền cho dân Ngài, nghỉ hết mọi công việc xác thịt và ra đường ở trong lều tạm, trở về nguyên quán, vui mừng thăm viếng nhau. Thứ ba là bằng chứng lịch sử tôn giáo, lịch phục vụ của bang Abia. Trong đời Herod, vua nước Jude có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Satari, vợ người là Elizabeth thuộc về chi phái Aaron. Satari cứ theo thứ tự trong băng mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo luật lệ các thầy cả lập ra rồi thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Luca đoạn 1 câu 5 câu 8. Người không tin sự ứng nghiệm ngày 10 tháng 7 vẫn có thể xác định thời gian gần đúng khi Chúa Giêsu sinh ra nếu biết thời điểm Giăng Báp-tít được sinh ra. Tính toán lịch sử cho thấy những ngày thuộc lược phục vụ của bang Abia tương ứng là từ ngày 13 đến 19 tháng 6 năm đó. Theo The Companion Bible 1974, Appendix 179, page 200. Đó là lúc Satari được báo tin rằng vợ của ông sẽ mang thai Giăng Báp-tít. Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà, khỏi ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai, Luca đoạn 1 câu 23 đến câu 24. Vậy Giăng được hoài thai khoảng cuối tháng 6, sau 9 tháng Giăng ra đời khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Luca đoạn 1 câu 26 và 36 cho biết Mary được báo tin mang thai sau Elizabeth 6 tháng. Như vậy Chúa Giêsu sinh ra phải vào thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch, chính là lúc cuối mùa hạ đầu mùa thu trùng với kỳ đại lễ tháng 7 lịch Do Thái. Hôm nay ở tiểu bang Texas cũng chuẩn bị vào mùa thu, khí hậu đã mát mẻ cho nên tôi mới có thể đứng ở ngoài đường mà ghi hình cái video này đứng trước cửa nhà của tôi, tạ ơn Chúa rất nhiều. Thứ tư là bằng chứng ngôn ngữ kinh thánh, cách viết của Luca và Phaolô như thế này. Khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, làm đúng y theo mọi quy định của luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Galati đoạn 4 câu 4 câu 5. Bản dịch King James dịch như thế này. When the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of the woman, made under the law. Và bản dịch New Living Translation dịch như thế này. When the right time came, God sent his son, born of the woman, subject to the law. Đối chiếu với luật pháp Chúa truyền trong Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13 như thế này. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm, thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội. Các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ, các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi, ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình.
trong năm Hân Hỷ này, các sản nghiệp đều trở về nguyên chủ. Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13. Kỳ hạn nào là trọn vẹn nhất với Chúa nếu không phải là 7 lần 7? Tương tự trọn vẹn cho người thì phải là số 10. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David, tức là nguyên quán của Đấng Christ, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Luca đoạn 2 câu 10 đến câu 11. Ngài sai con trai mình làm người cứu thục, tức là người bà con gần nhất có quyền chuộc lại sản nghiệp. Chúng ta hãy xem Lê Vi Ký đoạn 25 câu 25 và Ruter đoạn 4. Tin vui mừng lớn này được báo trực tiếp đến chính những người chăn chiên phải canh bày ngoài đồng, thường đó là những kẻ nghèo cực làm thuê vì không còn sở hữu sản nghiệp gì. Luca đoạn 2 câu 21 đến 43 chép 7 lần vì Chúa Giêsu làm trọn luật pháp hoặc lễ theo luật pháp. Cuộc đời Ngài không một việc gì mà không theo đúng y chuẩn lập trình của Chúa Cha, sang đoạn 5 câu 19. Vậy thì không có lý do gì Chúa Cha lại để ngày Giáng sinh của con Ngài tôn quý, ngày trọng đại nhất chia đôi lịch sử, lại là một ngày không thể xác định, không ứng nghiệm ngày nào trong luật pháp để làm cho trọn, hoặc cho phép tùy chọn vu vơ theo ý người ta muốn. Huống gì là ăn thừa sinh nhật thần mặt trời, là ba anh mà Ngài gớm ghiếc, luôn nổi ghen vì dân Ngài thích thờ nữa. Quý ông bà anh chị em thân mến, video phần 1 này tương đối dài cho nên kính mời quý ông bà anh chị em đón xem phần 2 tiếp theo liên quan đến chủ đề ngày Giáng sinh thật của Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc yêu quý của chúng ta. Cảm ơn quý ông bà anh chị em đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại. Thương mến kính chào quý ông bà anh chị và các bạn. Tôi cậy ơn Chúa chuyển thể bài viết trình bày lẽ thật dựa trên Kinh Thánh của người anh em trong Chúa sang phiên bản video này để thuận lợi cho quý vị xem tại nhà hay trong các buổi nhóm, hoặc download vào thẻ nhớ tặng cho người khác. Trang Facebook của người anh em trong Chúa này được post ở dưới phần mô tả của video trên YouTube hoặc phần comment trên Facebook. Hôm nay chúng ta sẽ suy ngẫm lẽ thật về lễ hội rằm tháng 7, mầu nhiệm liều tạm và Chúa đến thế gian phần 2. Trước hết thì chúng ta cùng ôn lại một số điểm mấu chốt ở cuối phần 1. Các cái bằng chứng xác minh cho mùa Giáng sinh là vào tháng 7. Bây giờ chúng ta sẽ suy ngẫm một số nội dung mà tôi đã chia sẻ trong phần video 1 nhé. Ngoài giá trị tuyệt đối trong từng câu chữ từ luật pháp Đức Chúa Trời do chính Ngài ban hành mà chúng ta đã thấy sự ứng nghiệm không thể chối cãi, vẫn còn những cái bằng cớ sau đây xác chứng cho thời điểm Giáng sinh đúng của con Đức Chúa Trời. Thứ nhất là bằng chứng sinh hoạt cộng đồng, mùa chăn gia súc. Chúng ta nghe nội dung đoạn Kinh Thánh sau. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Luca đoạn 2 từ câu 6 đến câu 8. Chúng ta biết là tất cả mọi nhà khoa học và những ai đã trải nghiệm cái hành trình thực tế thăm Bethlehem đều biết rõ thời điểm cho việc trang bày như vậy không bao giờ có thể là mùa đông được, mà lý tưởng nhất là khoảng cuối mùa hạ đến đầu mùa thu, khi chiên có thể đi ăn ngoài những cánh đồng xa và ngày không quá nóng mà trời vẫn còn khô ráo để có thể ở lại ngoài trời ngay trên đồng cỏ, không cần phải đi tìm chỗ trú lánh nạn ban đêm. Thứ hai là bằng chứng chính trị xã hội. Cái thời điểm mà tổng kiểm tra dân số đó thì chúng ta cùng suy gẫm cái đoạn Kinh Thánh sau đây. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, vì Joseph là dòng dõi nhà David cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Jude để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 5. Cuộc tổng điều tra như vậy thì dứt khoát không thể được thực hiện vào mùa đông,
khi nhiệt độ thường giảm xuống dưới đóng băng và đường xá trong tình trạng bùn lầy trơn trượt. Những cuộc hành trình dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số qua núi non, đồng hoang, có thể gặp thú rừng nguy hiểm giữa mùa mưa lạnh, ngày ngắn đêm dài sẽ bất khả thi, đặc biệt với hầu hết dân đều đi bộ, có cả phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh nở. Đó là chúng ta chưa nói đến mùa vụ lương thực của đa số đất đai đế quốc La Mã phải gieo trồng vào mùa đông khi có mưa. Và nếu phải bỏ việc đồng áng đi xa dài ngày như vậy thì sẽ dẫn đến nạn đói và khó tránh khỏi việc dân tình nổi loạn vì không thể chấp hành mệnh lệnh phi lý. La Mã đó thì chẳng ngu dại mà ban chiếu chỉ tổng kiểm tra dân số, bắt toàn dân nháo nhào đi xa như vậy giữa mùa đông rét mướt. Thực hiện điều này trong điều kiện như vậy sẽ là tự chuốc lấy thất bại và nguy hiểm cho chế độ. Mà chúng ta thấy mùa lý tưởng nhất để ai nấy có thể yên tâm đi xa là sau khi gặt hái xong, đã tích trữ đủ lúa để làm bánh và hoa quả mang đi đường. Mùa mưa mới thì chưa đến, đêm không giá lạnh để ngủ được ngoài trời, ngày không nắng nóng để đi đường thoải mái. Chỉ có thể là trong khoảng từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10 dương lịch, trùng khớp với thời điểm tháng 7 lịch Do Thái là tháng Chúa truyền cho dân Ngài, nghỉ hết mọi công việc xác thịt và ra đường ở trong liều tạm, trở về nguyên quán, vui mừng thăm viếng nhau. Thứ ba là bằng chứng lịch sử tôn giáo, lịch phục vụ của bang Abia. Chúng ta nghe tiếp. Trong đời Herod, vua nước Juda, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Satari. Vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Satari cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Luca đoạn 1 câu 5 câu 8. Người mà không tin sự ứng nghiệm ngày 10 tháng 7 là ngày sinh của Chúa Giêsu đó thì vẫn có thể xác định thời gian gần đúng khi Chúa Giêsu sinh ra nếu biết thời điểm Giăng Báp-tít được sinh ra. Tính toán lịch sử cho thấy những ngày thuộc lượt phục vụ của bang Abia tương ứng là 13 đến 19 tháng 6 năm đó theo cuốn The Companion Bible 1974 Appendix 179 page 200. Đó là lúc Satari được báo tin rằng vợ của ông sẽ mang thai Giăng Báp-tít. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà, khỏi ít lâu vợ người là Elizabeth chịu thai, Luca đoạn 1 câu 23 đến câu 24. Vậy Giăng được hoài thai khoảng cuối tháng 6, sau 9 tháng Giăng ra đời khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 dương lịch. Luca đoạn 1 câu 26 và 36 cho biết Mary được báo tin mang thai sau Elizabeth là 6 tháng. Như vậy thì Chúa Giêsu sinh ra phải vào thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 dương lịch, chính là lúc cuối mùa hạ, đầu mùa thu, trùng với kỳ đại lễ tháng 7 lịch Do Thái. Một cách hoàn toàn độc lập khách quan với Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ căn cứ vào dữ liệu lịch sử phụng vụ của Do Thái giáo, chúng ta cũng bắt gặp kết quả tương đồng của thời điểm tháng 7 cho sự ra đời của Chúa Giêsu. Thứ tư là bằng chứng ngôn ngữ Kinh Thánh, cách viết của Luca và Phaolô như sau. Khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, tức là làm đúng y theo mọi quy định của luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Galati đoạn 4 từ câu 4 đến câu 5. Bản dịch King James dịch như thế này. When the fullness of the time was come, God sent for his son, made of the woman, made under the law. Và bản dịch New Living dịch như thế này. When the right time came, God sent his son, born of a woman, subject to the law. Đối chiếu với luật pháp Chúa truyền trong Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13 như thế này. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm, thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13. Kỳ hạn nào là trọn vẹn nhất với Chúa nếu không phải làm 7 lần 7? Tương tự trọn vẹn cho người thì phải là số 10. Chúng ta nghe tiếp. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David,
tức là nguyên quán của Đấng Christ, đã sanh cho các ngươi một Đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Luca đoạn 2 câu 10 đến câu 11. Ngài sai con trai mình làm người cứu thục, tức là người bà con gần nhất có quyền chuộc lại sản nghiệp. Xem Lê Vi Ký đoạn 25 câu 25 và Ruter đoạn 4. Tin vui mừng lớn này được báo trực tiếp đến chính những người chăn chiên phải canh bày ngoài đồng. Thường đó là những kẻ nghèo cực làm thuê vì không còn sở hữu sản nghiệp gì. Luca đoạn 2 câu 21 đến 43 chép 7 lần việc Chúa Giêsu làm trọn luật pháp hoặc lễ theo luật pháp. Cuộc đời Ngài không một việc gì mà không đúng y chuẩn lập trình của Đức Chúa Cha, Giăng đoạn 5 câu 19. Vậy thì không có lý do gì Đức Chúa Cha lại để ngày Giáng sinh của con Ngài tôn quý, ngày trọng đại nhất chia đôi dòng lịch sử của nhân loại, lại là một ngày không thể xác định, không ứng nghiệm ngày nào trong luật pháp để làm cho trọn, hoặc cho phép tùy chọn vu vơ theo ý người ta muốn, huống gì là ăn thừa sinh nhật thần mặt trời là ba anh mà Ngài gớm ghiếc, luôn nổi ghen vì dân Ngài thích thờ nữa. Thứ năm là bằng chứng chính Chúa Giêsu giải nghĩa mọi điều trong luật pháp. Chúa Giêsu đã nói vô cùng rõ ràng, không thể phủ nhận được. Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Giăng đoạn 5 câu 39. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả kinh thánh. Luca đoạn 24 câu 27. Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Luca đoạn 24 từ câu 44 đến câu 45. Vậy thì không có lý do gì ngày trọng đại nhất trong luật pháp Môi-se lại không liên quan gì, chẳng ứng nghiệm gì vào sự kiện nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu cả, trong khi Ngài khẳng định mọi sự Ngài làm đều đúng giờ, huống gì sinh ra lại không đúng ngày. Về các lời tốt lành mà Ngài đã cậy miệng Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm. Sách Các Vua Nhất đoạn 8 câu 56. Vua Salomon khẳng định như vậy chính trong ngày cung hiến đền thờ Jerusalem, đúng trong kỳ lễ tháng Ethanim, tức là tháng 7, ngay thời điểm rước hòm giao ước của Chúa vào an vị trong nơi chí thánh mà David sắm sẵn mọi sự để xây dựng. Sự kiện và thời điểm ấy mang tính tiên tri đầy chuẩn xác cho sự ứng nghiệm 1000 năm sau đó. Chính Chúa ấn chứng bằng vinh quang như mây ngập tràn đền thờ mới. Chúng ta nghe tiếp. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sấp mặt xuống trên nền lót, thờ lạy Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài, mà rằng Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bấy giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vua Salomon dâng 22.000 con bò và 12.000 con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đền của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời, những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng và cả Israel đều đứng. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Sử ký nhì đoạn 7 từ câu 1 đến câu 10. Ở trong Răng đoạn 7 từ câu 2 đến câu 9, câu 14 và câu 37 cho người đọc những ý nghĩa thuộc linh vô cùng sâu sắc và phước hạnh mà chính anh em Ngài cũng không thể hiểu khi chưa chịu tin Ngài. Đối với những người đó, dù là chung một nhà, thì ngày giờ của Ngài đó và ngày giờ lễ hội của họ chẳng có ý nghĩa gì giống nhau. Ngài khẳng định, về các ngươi thì giờ được tiện luôn, luôn luôn.
Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Răng đoạn 7, câu 6 đến câu 7. Chúng ta thấy là rất nhiều người làm ra vẻ thuộc linh, nghe những điều này thì phán rằng ngày nào cũng được, miễn tiện thì thôi. Cả thế gian chấp nhận ngày 25 tháng 12 rồi thì mình cùng hòa đồng cho vui thôi. Chúa xét trong lòng chứ bề ngoài sao cũng được mà. Đúng là Chúa Giêsu biết trước hầu hết cơ đốc nhân ngày nay sẽ nghĩ thế, nên Ngài đã nói ở trong Răng đoạn 7 câu 6 câu 7 thật là thâm thúy cho chính anh em mình, mà hình như chẳng mục sư nào chịu giảng, cũng như chẳng thấy ai dạy gì cho tín đồ về lễ liều tạm, đại lễ chuộc tội. Dù giáo hội Việt Nam hàng trăm năm qua đó chỉ dùng chữ đại lễ riêng cho một ngày đó trong bản kinh thánh truyền thống. Hãy xem cái tiêu đề của sách Lê Vi Ký đoạn 16 thì chúng ta sẽ hiểu. Thật không hề là ngẫu nhiên mà mùa đông sau đó, đúng ngày 25 tháng Kislê, tức là thời điểm tháng 12 dương lịch, Chúa Giêsu đi dạo dưới hiên cửa Salomon. Chúng ta nghe đoạn kinh thánh này. Tại thành Jerusalem có giữ lễ khánh thành đền thờ, tức là lễ Chanukah, Hanukkah. Bấy giờ là mùa đông, Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Salomon. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng: Thầy để chúng tôi nghỉ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Răng đoạn 10 câu 22 đến câu 26. Chúa Giêsu đã chọn một địa danh và một thời điểm vô cùng hàm súc để nói với những con người tôn giáo mãi nghĩ vẩn vơ, đang khi nô nức đi dự lễ trong đền thờ của họ, rằng các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Điều vô cùng thú vị là đêm hoàn thành lễ Hanukkah năm nay, tức là lúc thắp đủ 9 ngọn nến. Khi mà tôi nói năm nay có nghĩa là năm 2014 là cái thời điểm bài viết này được viết đó, sẽ rơi đúng vào đêm 24 tháng 12 2014 dương lịch. Chi tiết đáng suy gẫm là chân đèn chuẩn của Chúa cho mẫu gốc chỉ có 7 ngọn, nhưng mà từ khi dùng cho lễ Hanukkah ngày 25 tháng 12 Kisli Do Thái đó, năm 167 sau Công Nguyên, thì người ta đã chế thêm 2 ngọn nữa thành 9 ngọn, và trong đó luôn có một ngọn vượt trội để làm chủ truyền lửa cho 8 ngọn chầu hai bên, mỗi ngày đó châm thêm một ngọn. Và thứ sáu là bằng chứng tôn giáo tín ngưỡng rằm tháng 7 và Noel. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu 24 đến câu 36 viết như thế này: Ngày mồng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào, phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ngày mồng 10 tháng 7 là ngày lễ chuộc tội, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó hãy ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Và hãy ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mùng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ Sa-bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Ngày rằm tháng 7 này là lễ liều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cũng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Những chữ được nhấn đi nhấn lại rất nhiều lần ấy có gợi lên trong cơ đốc nhân điều gì không? Nếu mời một người Á Đông, đặc biệt là người Hoa hoặc là người Việt theo Phật giáo hoặc tín ngưỡng thờ cúng truyền thống, đọc cái khúc kinh thánh ấy thì họ thấy như đang nghe điều quen quen hay mới lạ trong tín ngưỡng truyền thống của họ. Có phải ngẫu nhiên không khi nếu muốn ép sát chay tịnh tích đức thì dân ta thực hiện vào tháng nào? Nếu không liên tục được cả tháng thì ăn chay cầu kinh ngày nào? Tháng mấy cầu cúng cho cô hồn, xá tội vong nhân, vu lan báo hiếu? Mồng 1 rằm tháng 7 người ta ùn ùn kéo nhau ra đường đến đâu làm gì? Có đốt gì dâng hương thơm cho ai không?
có dùng lửa gửi đồ gì cho ai không, có kiêng làm việc xác thịt không, dù là giao dịch nhà đất, mua bán xe cộ, ký kết hợp đồng. Chúng ta thấy là dù dân của Chúa không biết bỏ qua thì vẫn luôn có kẻ không ngừng nghỉ dành những ngày đó về cho mình. Để ngay cả khi cơ đốc nhân vừa nghe nói về ngày đó thì sẽ nhún vai, ngày này là của phía bên kia mà. Còn phương Tây á, chúng ta thấy hầu hết là những đức tin Chúa có ai để ý. Cứ đến tháng 7 là các thành phố vắng tanh, gia đình bà con bạn bè kéo nhau bỏ nhà đi cắm trại hoặc lên núi hoặc ra bãi biển, ngủ trong lều và vui chơi, ăn uống hội hè. Đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thâu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu trà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu 39 đến câu 43. Dù cho lâu nay không để ý, chắc chắn đọc xong những câu này, không ai có thể nói đó chỉ là ngẫu nhiên. Mình có cái viên ngọc quý cha cho mà không biết giá trị, cứ tưởng là bi ve đem chơi tùy hứng thì chắc chắn mất ngay về tay kẻ sành sỏi, đánh tráo, vừa lấy của mình làm của nó, vừa cười vào mặt cả nhà mà thôi. Vì sao rõ ràng như vậy mà giáo hội bao nhiêu thế kỷ không nhận ra? Đã có sự can thiệp của một bàn tay tàn độc bẻ cong luật pháp về các kỳ lễ Chúa định, bức hại các thánh và lừa ép giáo hội tuân theo sắc lệnh của mình. Chúng ta nghe đoạn Kinh Thánh sao? Vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Daniel đoạn 7 câu 25. Bản dịch New Living dịch như thế này: He will defy the Most High and oppress the holy people of the Most High. He will try to change their sacred festival and laws, and it will be placed under his control for a time, times and half a time. Trong bản dịch Holman Christian Standard Bible dịch như thế này: He will speak words against the Most High and oppress the holy ones of the Most High. He will intend to change religious festival and laws, and the holy ones will be handed over to him for a time, times and half a time. Đây chính là lý do vì sao Chúa Giê-xu tha thiết nhắc nhở môn đồ Ngài phải đọc kỹ, để ý chi tiết đã được tiên tri Daniel báo trước, là nguyên nhân kéo dài dòng thời gian bội đạo mà lẽ thật bị thay thế bởi lẽ giả của kẻ ngồi làm vua trên ngai giáo hội, có quyền làm khổ và giết các thánh. Hội thánh thật của Ngài phải có khả năng nhận ra sự thật là điều mầu nhiệm kín dấu này, để mà còn ra khỏi Babylon lớn kịp thời. Chúng ta hãy xem Khải Huyền đoạn 17-18, để khẩn xin Ngài ấy không đến nhằm sa bát hay lúc mùa đông. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói. Ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chuyên của cải trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con vú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 đến câu 20. Chúng ta thấy vì thiếu hiểu biết Kinh Thánh, nhiều tân tín hữu La Mã tin Chúa theo đám đông đã giữ lại sinh nhật thần mặt trời 25 tháng 12 mà họ đã quen là truyền thống với đủ thứ trò vui lễ hội mùa đông. Chỉ đổi cái tên gọi nó là mừng Giáng sinh của Giê-xu Christ, đẩy Ngài vào thế ăn theo sinh nhật thần mặt trời là ba anh mà Ngài gớm ghiếc. Bộ từ điển Bách Khoa toàn thư tri thức hàng đầu của nhân loại trong lịch sử viết rõ ràng: The church fathers of the 2nd and 3rd centuries, such as Clement of Alexandria, Origen, and Epiphanius, contended that Christmas was a copy of a pagan celebration. Nghĩa là các giáo phụ của thế kỷ thứ 2 và thứ 3, chẳng hạn như là Clement ở Alexandria,
Origen và Epiphanius phản biện cho rằng lễ Giáng sinh là một bản sao của một lễ kỷ niệm ngoại giáo. Trong cái tài liệu The Encyclopedia Britannica 15th edition of Marco Pena, volume 4, page 499, Christianity, William Shepard Wells, tác giả nghiên cứu phong tục Giáng sinh và nhiều tư liệu nổi tiếng đã nói thẳng: vậy sự thật quan trọng mà tôi yêu cầu quý vị thừa nhận rõ ràng trong đầu của quý vị là việc ấn định chọn ngày 25 tháng 12 đã là một sự thỏa hiệp với ngoại giáo. Nguyên văn ông viết như thế này: The important fact than which I have asked you to get clearly into your head is that the fixing of the date as December 25th was the compromise with paganism. Có một chi tiết vô cùng thú vị trong Kinh Thánh khi đối chiếu hai phân đoạn sau đây về thân phận ông vua Juda cuối cùng dưới trướng của hoàng đế Babylon. Trong sách Các Vua Nhì đoạn 25 từ câu 27 đến câu 30 chép như thế này: năm thứ 37 từ khi Jehoiakim vua Juda phải giam, ngày 27 tháng 12, Evin-merodach vua Babylon năm đầu tức vị tha cho Jehoiakim vua Juda ra khỏi ngục. Người nói với Jehoiakim lời hòa nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Jehoiakim và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Lại trọn đời người, vua hàng ngày lo phù cấp lương thực cho người. Và trong sách Jeremy đoạn 52 câu 31 đến 34 chép như thế này: năm thứ 37, sau khi vua Juda là Jehoiakim bị bắt, tức là năm đầu vua Babylon là Evin-merodach mới lên ngôi. Ngày 25 tháng 12, tôi nhắc lại, ngày 25 tháng 12, vua này trả lại chức vua cho Jehoiakim, vua Juda, và đem ra khỏi ngục, lấy lời lành nói với và lập ngôi người cao hơn ngôi các vua cùng ở với mình tại Babylon. Lại sai đổi áo tù, Jehoiakim được ngồi bàn với vua trọn đời mình. Jehoiakim còn sống bao lâu thì vua Babylon ban đồ cần dùng hàng ngày cho mãi trọn đời người. Chúng ta hãy thành thật với Chúa xem lâu nay mình có hiểu những điều này có ý nghĩa gì không? Tên các vua này có nghĩa là gì? Vua dân Juda là tước hiệu sau này ai viết để sỉ nhục ai? Sự biệt đãi ngôi vua cao hơn ngôi các vua này có phải là phục hồi địa vị thật để cai trị dân nước mình, hay chỉ là con bài chính trị độc đáo trong một bàn cờ chen chúc với nhiều vua khác đều bị vua Babylon, chúa đời này, bắt làm con cờ mỹ dân chư hầu? Vua Juda bù nhìn này được xây dựng trên quyền lực nào, ăn mặc đồ ai ban cho, có giống tấm gương Daniel và ba bạn ngày xưa hay không? Vì sao khải tượng Babylon lớn chiếm đến 3 chương 17, 18, 19 trong khải quyền, và đó lại là sự mầu nhiệm mà Chúa chỉ cho sứ đồ Ngài thấy trong thời kỳ cuối cùng? Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Khải quyền đoạn 17 câu 5 câu 6: tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi giữ phần tội lỗi với nó cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Khải quyền đoạn 18 câu 4: và ai đã thò tai sửa ngày 25 thành 27 để người đọc khỏi nhận ra lẽ thật tiên tri trong khúc cuối sách các vua, mà không ngờ rằng Chúa đã cho giữ lại phần phụ lịch sử cuốn sách Jeremy để làm bằng chứng đối chiếu? Đấng toàn tri đã biết trước và quan phòng hết tất cả mọi điều. Và điều thứ bảy là bằng chứng cá nhân, phép lạ cặp theo lời giảng để ấn chứng. Và sự ấn chứng này đã xảy ra tức thì và lần lượt liên tục suốt những lần công bố lẽ thật về đại lễ chuộc tội và ngày Chúa Giêsu Giáng sinh. Thì trong các buổi chia sẻ tập thể và cá nhân suốt tháng 12 năm 2013, Chúa đã dự bị cách vô cùng bất ngờ đủ 7, vâng chính xác là 7 trường hợp anh chị em có chồng nè, hoặc là người yêu nè, hoặc cha nè, đều có sinh nhật đúng vào ngày 10 tháng 7. Và khi anh chị em đó đối diện với câu hỏi có biết ngày sinh của chồng, của người mình yêu không, thì người hỏi hoàn toàn không hề biết sinh nhật của ai cả. Và trường hợp thứ 8 còn lạ lùng hơn vô cùng, vì sinh nhật của vị mục sư, chồng của người được hỏi, đã hầu việc Chúa trên 50 năm, chính xác là ngày khai mạc lễ liều tạm, ngày rằm 15 tháng 7, đúng trong lịch Do Thái của năm mà người đó sinh ra. Điều vô cùng lý thú là tất cả mọi trường hợp sinh ngày 10 tháng 7 đó đều là nam, tức là chồng hoặc người yêu hoặc là cha. Và nếu có một cái vị nữ nào thì chắc cũng là sẽ khó nghĩ lắm đây. Và một lần nữa hãy xem Chúa chúng ta thật chu đáo, tuyệt vời và ý nhị biết dường bao.
Và để tôn kính ý cha, ấn chứng cách mầu nhiệm theo ân sủng vô lượng Chúa đã ban riêng, và để tôn trọng sự riêng tư của quý cụ, quý ông và quý anh liên quan, thì tôi không kể tên các người ấy ra đây trên chế độ công khai, nhưng mạnh mẽ tuyên xưng trước mặt Chúa rằng việc này là sự thật 100%. Có những người làm chứng khác nhau và mỗi lần chứng kiến tại chỗ đều hoàn toàn bất ngờ, kinh ngạc. Ai tôn trọng công việc của Chúa và thật lòng muốn biết lẽ thật sẽ được đáp ứng khi tiếp xúc cá nhân với người thật có chứng minh nhân dân rõ ràng. Và sau đây là lời nài xin. Chúng ta biết là lễ liều tạm có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đến nỗi nó trở nên hình ảnh chuẩn trong sự thờ phượng của tương lai. Ai cho rằng mấy cái ngày lễ này chỉ là chuyện riêng của dân Israel, bây giờ bỏ rồi, thì hãy đọc lại Sacheri đoạn 14 từ câu 16 đến câu 19 như thế này. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ liều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Jerusalem đặng thờ lạy trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Nếu họ hàng Ai Cập không lên và không đến đó thì mưa cũng không xuống trên chúng nó và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ liều tạm. Ấy hình phạt của Ai Cập và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ liều tạm sẽ là như vậy. Cơn mưa phước hạnh thánh linh ngày đang tuôn đổ hay chỗ chúng ta đang bị khô hạn? Tôi ước ao được luôn nói như David. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Thi Thiên đoạn 119 câu 12 đến câu 18. Có ai nữa cũng muốn nói như vậy để lời Chúa thực sự làm cho chúng ta được sống và sống phong phú? Có khi nào bạn thắc mắc sao tháng 7 có các lễ quan trọng nhất trong luật pháp Chúa như vậy mà chẳng nghe giảng bao giờ? Sao mình chỉ nghe lễ vượt qua, lễ ngũ tuần mà không nghe ai phân tích về tháng 7 với lễ thổi kèn, đại lễ chuộc tội và lễ liều tạm có ý nghĩa gì và ứng nghiệm gì trong Chúa Giê-xu? Thế thì hôm nay bạn đã được nghe kỹ rồi đấy. Nguyện Chúa ban phước cho bạn vì đã bỏ thì giờ tìm hiểu luật pháp Ngài. Bây giờ xin bạn hãy tạ ơn Cha, xin Thánh Linh Ngài dẫn vào lẽ thật khi đọc lại một lần nữa với chính cuốn Kinh Thánh của mình. Trong danh tôn quý Giê-xu Christ, Đấng đã đến hoàn thành mọi ý nghĩa ngày Yom Kippur, ngày 10 tháng 7, và sẽ còn sớm trở lại để hoàn thành lời hứa vĩ đại sau cùng của Ngài. Cảm ơn quý ông bà anh chị đã theo dõi video phần 2 này. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà và các anh chị.